Ai chong chong đưa bận áo trắng, đưa bận áo đen, đưa sách lồng đèn, đưa cầm ông thục, chạy vô chạy ra. Mày có sao không? Thôi thôi, thì ra là mày diễn. Mày chưa chết, sao mày ở trong rừng một mình? Sao mày lại đi một mình trong rừng? Mày không có cha mẹ giống tao à? Vậy thì mày về ở với tao cho vui. Con nhặt được nó trong rừng, xin bà cho con nuôi nó ạ. Mày chưa lo nổi thân mà đòi nuôi nó? Nhà này có dư cơm đâu. Dạ, nó sẽ ăn phần của con, không tốn thêm cơm đâu ạ. Hè, tự mày nói nha. Tao mà thấy mày lấy cơm nhà tao cho nó đó, tao trừ tiền công ráng chịu à. Dạ, con đội ơn ông bà. Mà con sắp hết hạn làm cho ông bà rồi, ông bà nhớ tính tiền công cho con nha. Tao biết rồi. Trời, bà làm tôi đau tim mà chết quá. Ông lo tính tiền công mà trả cho thằng Khoai, nó nhắc tôi hoài à. Tiền công của nó là 5 thỏi vàng. Hả? Đến tận 5 thỏi vàng? Nó làm cho nhà mình bao nhiêu năm, mình đã trả đồng nào đâu. Ê trời đất ơi, thằng đó nó khù khờ như củ khoai. Giờ mình phải nghĩ cách để không mất 5 thỏi vàng này. Ông có biết thằng Khoai nó thích gì không? Mình tìm cách dụ nó ở lại nhà mình làm không công. Vậy bà lo mà nghĩ cách đi. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Tên 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 tên. Đây là nhà của tao với mày. Có nhà thì cũng phải có tên. Đặt mày tên là đó. Vì mày là con chó màu đen. Thôi khuya rồi, ngủ thôi, sáng mai còn làm gì. Anh Khoai, nghỉ tay uống nước đi. Cảm ơn cô Út. Trời nắng quá, anh mau vào nghỉ, chiều mát rồi làm tiếp. Tôi làm cho xong, chiều còn gánh nước nữa. Anh Khoai giỏi quá, cha mẹ tôi khen anh dữ lắm đó. Nãy giờ nó cũng phụ giúp tôi nhiều lắm đó cô Út. Bé xíu mà giỏi ghê á. Nó tên gì vậy anh Khoai? Nó tên đó. Tên ngộ quá à. Nó là con chó, đen như con ó, nên tôi đặt nó là đó. Con Út, mau về nấu cơm, đang áo. Cảm ơn mày nha đó. Hôm nay trời nắng quá, tao phải tranh thủ cuốc cho xong thửa ruộng này. Mày đi đâu đó đó?
Cảm ơn anh, đó đã cứu tôi. Trời nắng, cô Út ra đồng làm chi? Tôi mang cơm ra cho anh. Cảm ơn cô Út, cô Út thật tốt bụng. Mày cũng có phần nữa ngang đó. Sao bà mới đi đã về rồi? Tôi thấy con Út với thằng Khoai ngoài ruộng á. Thì tôi biểu con Út đem cơm ra cho thằng Khoai. Nè, từ nay á, ông không được để con Út đem cơm cho thằng Khoai nữa. Con gái tôi á, không thể gả cho cái thứ ở nợ như thằng Khoai. Được, tôi đã có cách để cho thằng Khoai làm việc cho nhà mình mà không phải mất vàng rồi. Hả? Cách gì? Khoai, lại đây. Dạ. Con gánh nước vất vả quá à. Uống ly trà cho mát đi con. Nè, có gì mà ngại, người nhà với nhau mà. Dạ, con cảm ơn ông bà. Thấy con vất vả mà bà thương quá à. Dạ, con hậu đậu, ông bà tha lỗi cho con. Ôi trời, bà mới nói có một câu mà đã xúc động vậy rồi hả? Nè, ông hỏi thiệt, con có muốn làm con rể nhà của ông bà không? Nhà ông bà không cần môn đăng hộ đối, chỉ cần có con rể siêng năng, chăm chỉ như con mà thôi. Có đúng là ông bà muốn gả cô Út cho con không ạ? Nhưng mà ông xem tuổi hai đứa thì 3 năm nữa mới cưới được. Con có chờ đến ngày đó được không? Dạ, 3 năm có là gì đâu, con chờ được. Vậy thì con ở lại làm cho ông bà 3 năm nữa. Tiền công coi như là tiền sính lễ. Con ráng làm đi. Nhà ông bà có mỗi cô Út à. Gia sản này để lại cho 2 đứa thôi mà. Dạ, con đội ơn ông bà, con làm việc tiếp đây. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cây cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đây ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Nhanh lên trâu ơi, trời sắp tối rồi đó. Cách này của mình hiệu quả thiệt. Tôi đã cho đám đầy tớ nghỉ hết rồi. Mọi việc trong nhà cứ để cho nó làm hết. Cái thằng khù khờ nghèo như nó mà dám mơ con gái nhà ta hả? Con gái mình canh vàng lá ngọc, thằng Khoai đụng đến cổng tắc còn không được mà. Sao nó dám đụng vào tóc của con Út? Ông ra nói linh tinh á. Nó nghĩ làm bây giờ. Để tụi nó con Út á tránh xa thằng Khoai một chút, rồi sau 3 năm á mình kiếm cớ đuổi nó đi. Anh Khoai ơi, anh Khoai. Tôi đây, cô Út à. Tôi thấy anh chưa ăn cơm nên đem cơm đến đây cho anh ăn. Tôi hầm nóng rồi đó. Anh ăn đi cho nóng. Tôi có chừa cho anh một cái đùi gà. Anh ăn đi. Cô lấy đùi gà cho tôi ăn. Ông bà biết được la chết. Đây là phần của tôi. Tôi nhường cho anh đó. Vậy cô ăn cái gì?
không được đâu. Anh ăn đi, ăn mới có sức để làm việc. Đùi này nhiều mỡ lắm, tôi ăn hết sẽ mập. Tôi là ít vận động hơn anh. Sao cô Út tốt với tôi quá vậy? Sau này cô cứ ăn đi, đừng chừa thức ăn của cô cho tôi nữa. À, cô Út biết tôi thích ăn cái gì nhất không? Anh Khoai thích ăn gì nè? Tôi tên Khoai nên chỉ thích ăn khoai thôi. Anh Khoai cũng hề hước quá ha. Anh làm việc ở nhà tôi lâu như vậy, chẳng phải là vì tôi sao? Cũng may nhờ ông bà thương, thách cưới 3 năm, chứ 10 năm chắc tôi cũng ráng. Cô Út có chê tôi nghèo không? Tôi thương người thật thà, tốt bụng. Ý. Chào cô Út. Anh là ai? Sao lại chặn đường tôi? Tôi tên là Sinh, con trai lớn của quan huyện. Cô phải chào hỏi tôi cho đàng hoàng đó nha. Cha anh là quan huyện, chứ anh có phải là quan huyện đâu mà bắt tôi chào hỏi. À, cô đừng ý mình xinh đẹp nhất cái làng này mà lên mặt với tôi nha. Cô đừng có kiêu căng. Cô chê ta thì lấy được ai hơn ta? Nói ta nghe coi. Anh thả ra để tôi đi. Trông cô như vậy thật xinh đẹp dịu dàng. Không cần cậu khen. Ôi, một tiếng cậu của cô Út mới ngọt ngào làm sao. Con gái của ông đây mà, càng lớn sao càng xinh đẹp duyên dáng. Mình phải về xin cha hỏi cưới cho mình mới được. Trời ơi, ông nghĩ ra cách gì chưa? Thôi thì kiếm mối gả đại con Út đi cho rồi. Gả đại là gả thế nào? Con gái tôi á là phải gả cho con trai quan lớn mới xứng. Có phải ông bà đang nhắc tới ta không? Cậu Sinh, con trai quan huyện. Đúng là ta đây. Cô Út nhà ông bà có nhà không vậy? Cậu Sinh tìm con gái tôi có chuyện gì? Ta muốn hỏi cưới cô Út nhà ông bà đó. Hả? Chuyện đại sự, cha mẹ cậu phải qua thưa chuyện với nhà tôi chứ. Cha ta bận trăm công ngàn việc, ta cứ tự mình đến dạm hỏi trước có làm sao đâu. Ta muốn lấy ai, cha mẹ ta không có phản đối đâu à nha. Dạ, đội ơn cậu đã nhìn trúng con gái tôi. Cậu cứ về thưa với quan lớn, chọn ngày lành tháng tốt. Dạ, nhà tôi xin nghe à. Ông bà biết vậy là tốt. Ta về à. Trời ơi, nhà mình sắp giàu to rồi. Hả? Nhưng còn lời hứa với thằng Khoai thì sao? Tôi đã có cách khiến cho thằng Khoai phải từ bỏ việc cưới con Út rồi. Chào cô Út. Trời nắng mà cô Út đi chi cho nắng, vô chơi đá giá với tôi cho vui. Tôi không rảnh, cậu làm ơn tránh đường cho tôi qua. Trời ơi, đá giá vui lắm cô Út ơi. Qua đây. Có ai không? Cứu tôi với. Nè, trời ơi. Ngoài này đồng vắng, không có ai đâu kêu chi cho mệt. Buông tôi ra. Đâu. Thằng nào to gan vậy? Là tôi đây. Cậu không được phép ức hiếp cô Út. Cô ấy sẽ là vợ của tao. Vợ chồng của ông đã hứa gả cho tao rồi mà. Nói bậy. Tôi sẽ không bao giờ làm vợ cậu. Cậu đi đi. Cậu nghe chưa? Mau đi đi. Gì? Tụi bay đâu? Mau nhào vô đánh thằng này cho tao. Đâu mày biết nha, 3-1 không chột cũng què. Quên nó. Đó, mày bảo vệ cô Út. Thank you.
cho mày một cơ hội. Mau quỳ xuống xin lỗi cậu, cậu bỏ qua cho. Tụi bay đừng nghĩ ra bất nạt cậu nha, cậu gia đình không bỏ qua cho đâu. Cậu về cậu bỏ ra để cô mày cõi đất này được nữa không? Anh Khoai ơi, tôi vào được không? Chào cô Út. Tối rồi cô Út còn tìm tôi làm gì? Sáng làm vất vả, tối anh Khoai nghỉ ngơi, đừng có làm việc nữa. Tôi sắp xong rồi. Hôm nay đó bảo vệ cô, cô thưởng cho đó nè. Tôi đem thuốc đến cho anh. Anh bị đánh còn đau không? Hôm nay may mà có anh, nếu không... Sau này cô Út đừng đưa cơm ra đồng cho tôi nữa, mất công lại bị trêu ghẹo. Tôi sẽ dậy sớm hơn, tự mang cơm theo từ sáng. Anh giận tôi hả? Chuyện cậu sinh, nói cha mẹ tôi hứa gả cho cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy. Tôi tin ông bà đã hứa gả cô Út cho tôi. Cũng sắp hết 3 năm làm công rồi. Hay để tôi xin phép ông bà cho tôi được cưới cô Út về làm vợ. Khoai ơi, vô ông biểu. Dạ, ông bà cho gọi con. Ông trời ơi, sao ông ác quá vậy? Khoai ơi là Khoai, Út ơi là Út, sao mà khổ quá vậy nè? Dạ bẩm ông có khổ tâm chi, xin hãy kể cho con nghe. Ông bà mới đi xem thầy để định ngày cưới cho hai đứa, nhưng mà... con Út lành ít dữ nhiều. Sao lại lành ít dữ nhiều ạ? Thầy bói nói con Út vắng số, không làm vợ con được lâu dài con ơi. Không có cách nào giúp cô Út hả ông bà? Có, thầy bói có nói một cách. Thầy nói là trong lễ cưới phải có một cây tre trăm đốt dựng giữa sân để cầu trăm năm hạnh phúc. Như vậy con Út cũng sẽ sống lâu được trăm tuổi. Cây tre 100 đốt, nó có thật không? Nếu có thì con sẽ đi vào rừng tìm. Vậy con ráng tìm cho nhanh nha. Ngày giờ đẹp ông bà đã định rồi, lỡ ngày đẹp là phải dời lại 3 năm nữa đó. Dạ, sáng mai con sẽ vào rừng ngay. Mình nhất định phải tìm cho ra cây tre trăm đốt mới được. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ông ơi, ông sao vậy? Ta đổi quá, tính vào rừng đào của mình, nhưng sức già không đi được xa, nên ta đành nằm đây. Con có cơm nắm đây, ông ăn đi. Vẫn còn đói lắm. Ông cầm lấy rồi mau ra khỏi rừng sớm kẻo trời tối. Cậu cho ta hết thì lấy gì mà cậu ăn? Ông đừng lo cho con, con thanh niên trai tráng, nhìn một bữa có gì là khó đâu. Chàng trai trẻ, cậu thật là tốt bụng. Ông mau về kẻo trời tối, cháu phải vào rừng đấy à. Cậu vào rừng để làm gì? Cháu đi tìm cây tre trăm đốt để làm sính lễ cưới vợ. Cậu bị lừa rồi, trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt chứ. Phú ông bảo có nên cháu mới đi tìm. Cháu nhất định sẽ tìm ra cây tre trăm đốt. Thôi cháu đi đây ạ. Tre ở đây cao, chắc sẽ tìm được cây tre trăm đốt thôi. Ba mươi hai, 33, không đủ, xem ra phải tìm bụi tre nào cao hơn nữa. Xin lỗi nha, vì tao chặt tre mà gia đình mày mất tổ, giờ tao không chặt nữa. Phải đếm trước, cây nào đủ 100 đốt mới chặt. 36, 37, vẫn không đủ,
đếm mãi mà vẫn chưa có cây nào quá 40 đốt. Chắc mày cũng đói rồi đúng không? Ở đây chẳng có gì để ăn hết. Đâu cần đi tìm thức ăn nữa, nướng con chim này cũng được lót dạ đỡ đói. Ơ, ông lão, sao ông còn ở đây? Ta ăn hết cơm rồi vẫn thấy đói, nên lại vào đây tìm thức ăn. Nếu ông còn đói, để cháu đi tìm trái rừng cho ông ăn. Chim mẹ đang ấp trứng, tại cháu đốn cây tre mà gia đình chim mất tổ. Chúng ta không thể giết chết chim mẹ được. May quá, trứng chim không bị bể, chim mẹ cũng không bị thương. Xin lỗi chim nha, ta sẽ gắn lại tổ cho mày. Cảm ơn chim nhiều lắm. Ông ơi, ông đói thì ăn thêm mận đi ạ. À, trời sắp tối rồi, cháu mau về đi. Ở đây không có cây tre nào trăm đốt đâu. Cháu đã hứa sẽ hỏi cưới cô Út, cháu nhất định phải tìm được cây tre trăm đốt. Vì sao con khóc? Bụt ơi, con tìm cây tre trăm đốt để cứu người con thương, nhưng mà tìm mãi không có. Nếu con không mang được cây tre trăm đốt về thì cô ấy sẽ lấy người khác. Con là một chàng trai tốt bụng, ta sẽ giúp con. Hãy chặt 100 đốt tre lại đây. Bây giờ con hãy nói 2 lần khắc nhập đi. Khắc nhập, khắc nhập. Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Con mau về đi, kẻo trời tối. Cây tre trăm đốt này dài quá, làm sao con vác ra khỏi rừng đây ông Bụt ơi? Bây giờ con thử nói đủ 3 lần, khắc xuất đi. Chúc con luôn gặp điều tốt lành. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Con cảm ơn ông Bụt ạ. Ông lão, thì ra ông chính là Bụt. Con là một chàng trai thật thà, nhưng con cũng phải dũng cảm để đối phó với những kẻ tham lam xấu xa. Dạ, con cảm ơn Bụt, con cảm ơn ông. Thôi, con mau về nhà đi, kẻo không kịp. Mày cố lên nha, sắp đến nhà rồi. Chúng ta phải về nhà trước khi trời sáng mới kịp. Ai vậy? Anh Quại, là tôi đây. Cô Út, sao cô Út lại ngồi khóc ở đây? Cha mẹ định gả tôi cho cậu Sinh, tôi buồn quá nên bỏ trốn, chẳng biết đi đâu nên ở đây chờ anh. Ông bà chủ đã hứa gả cô Út cho tôi rồi mà, sao còn hứa gả cô cho cậu Sinh? Anh về rồi, chúng ta mau đi trốn đi, kẻo cha mẹ tôi cho người bắt. Cô Út đừng lo, tôi đã tìm được cây tre trăm đốt rồi, cha mẹ cô sẽ phải thực hiện lời hứa thôi. Anh Hoài khởi khảo lắm, ba mẹ tôi chỉ muốn lừa anh thôi. Chuyện cây tre trăm đốt cũng vậy, vì trên đời này làm gì có cây tre trăm đốt. Tôi đã có cách, cô Út yên tâm.
Vàng ơi là vàng, vàng trả vào túi ông. Ông hứa, ông gửi chứ ông không ăn. Gả con út cho cậu sinh đố có sai. Con vàng con bạc của mình gả cho thằng khoai nghèo khổ, có mà ngày nào cũng khoái ăn sang, sáng ăn khoai thôi. Chết rồi ông ơi, chết đến nơi rồi. Bậy bạ, ngày cưới của con gái mình sao bà nói gỡ. Trời đất ơi, con út nó mất tiêu rồi. Trời ơi, đàn trai sắp đến rồi mà không có con út thì làm sao mà rước dâu. Ông mau cho người đi tìm con út về đây ngay, không á là ốm đòn với quan nguyện á. Dạ, chúng con chào quan quyện. Dạ chào anh Xui. Nhanh đưa cô dâu ra để chúng ta đón về kịp giờ đẹp. Mau đưa giờ đẹp của ta ra đây, nhanh lên. Dạ, con gái tôi nó không có ở nhà. Ở đây làm gì có vợ cậu mà đòi cưới. Mày giấu cô út ở đâu rồi? Mau đưa ra đây. Hôm ở ngoài đồng mày hỗn hào với tao còn chưa xử tội mày đó. Cha, cái thằng khoai nè, rồi cướp dẫu con á, cha bỏ tù nó cho con đi. Cái thằng đổ móc mà đòi gom son á. Ai cả gan đòi cướp cô dâu trước ngày cưới? Vợ chồng phú hộ, chuyện là thế nào? Bẩm quan, không phải vậy. Phú ông hứa gả cô út cho con, nhưng nay lại không giữ lời, tham giàu sang tiếp tục hứa gả cô út cho cậu sinh. Cô út biết sự tình nên mới bỏ trốn, con không cướp dâu. Có chuyện như vậy sao? Dạ, xin khoan đừng nghe lời nó. Khoan, mày nói mang cây tre trăm đốt về làm xính lễ cưới cô dâu, vậy cây tre trăm đốt đâu? Hả? Cứu con! Dạ mong ngoại thứ tội vì chúng con tham. Bẩm quan, chuyện là như vậy đó ạ. Ta hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Khoai, mau giải cây tre trăm đốt để con ta được trở thành người. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Nhanh đi Khoai, mau chặn con chó đó lại. Đó, không được hỗn, đó là cậu sinh. Út ơi, mau về đây cứu cha mẹ Út ơi. Anh Khoai, hãy tìm cách cứu cha mẹ em đi. Muốn tôi thả cũng được, ông bà hãy giữ đúng lời hứa, gả cô Út cho tôi. Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Ta đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cậu Khoai không tin ta sao? Nhờ quan huyện viết giấy cam đoan ạ. Vì tôi đã bị lừa nhiều lần rồi, giờ tôi muốn mọi việc được chắc chắn. Con với cái đòi cưới vợ, cha cũng chiều con. Không ngờ con lại làm cha khó xử như vậy đây. Sao lại đi cướp vợ người khác? Đây, tôi đã viết giấy cam đoan. Mọi người cũng đã biết lỗi rồi. Cậu Khoai cũng nên tha cho họ đi. Ta sẽ làm chủ, không ai dám dối gạt cậu nữa đâu. Vâng, thưa quan huyện. Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất. Thoát rồi, thoát rồi. Từ nay con không dám ăn nói bậy bạ nữa đâu. Mong cha tha thứ. Trái lại, vật nhỏ thì lớn thêm. Trần gian không ai có. Đặng anh định ăn cướp bạn. Tạm biệt.
thơm quá. Nhưng chắc ta chẳng khi nào cần dùng đến. Nhà hắn đây rồi, hãy đợi đấy. Lại là tiếng con quạ xấu xí. Mình mà bắt được sẽ bứt trụi lông đó. Nè, nè, đừng có lấy khoai của tao. Nó không lấy khoai mà lại lấy thanh củi. Mình phải đi theo nó coi sao. Ta đốt cháy nhà cho hắn biết tay. Cháy, cháy, cháy lòng ta rồi. Xin lỗi anh, vì con quạ đó gấp củi tôi đang nướng khoai đốt nhà anh. Mai vẫn còn khung nhà, tôi sẽ lợp lại. Giờ thì có nhà mới luôn rồi. Cô giúp tôi mà mặt đen thùi lùi và bị thương rồi sao? Không phải, không phải. Tôi vốn xấu xí như vậy rồi. Xin lỗi cô nha. Tôi mồ côi vì đen đúa, xấu xí, nên người trong làng đuổi tôi đi. Tôi sẽ giúp anh dựng lại nhà, có được không? Tắc và Mai ngày càng thân thiết, thương Mai cô đơn vất vả. Tắc đón Mai về nhà, cả hai nên vợ nên chồng sống hạnh phúc bên nhau. Mùi thơm quá. Mình về rồi hả? Cô, mình có sao không? Cô là ai? Tôi không quen cô. Mình sao vậy? Mình có bị sao không? Tôi hỏi cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Em là Mai nè, là vợ của mình đây. Ta còn giật mình, huống chi ngươi. Giọng nói, dáng người, quần áo, đúng là vợ mình. Nhưng vết bớt trên má đâu? Da lại trắng như bông bưởi. Em lấy lọ nước thơm mình dắt ở mái nhà ra tắm gội. Đúng rồi, lọ nước thơm. Hồi ấy tôi cứu con chim sẻ nên được nó tặng. Tôi tưởng nó nói linh tinh, nào ngờ vẫn còn một ít. Hay mình cũng lấy tắm đi. Tôi cần gì, mình đẹp là được rồi. Quá yêu thương người vợ xinh đẹp, không muốn rời nửa bước. Nhưng công việc hàng ngày thì vẫn phải làm, nên Tắc đành thuê người vẽ tranh vợ để mang theo, lâu lâu lấy ra nhìn cho đỡ nhớ. Mình đi làm nha. Em đã làm món nước mát cho mình rồi. Lúc khác mình nhớ uống nước, đừng có mê làm quá, sẽ mệt đó. Ngày nào mình cũng gặp nhau, mình mang tranh vẽ của em theo làm gì. Mình nhớ em á, thì trưa em mang cơm vào rừng cho mình. Vào rừng vất vả lắm, làm quá trưa tôi về. Trả bức quà cho tôi. Thiệt là mình vào rừng cẩn thận đó. Sao vợ mình càng ngày càng đẹp, lại ăn nói ngọt ngào như vậy. Thật là
Ở đâu lại có người đẹp như thế này? Người mau tìm hiểu xem người này có thật ở ngoài đời hay không. Quan đại thần giúp nhà vua đi xuống làng đổi ít gạo ăn, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay vợ chồng mình đỡ phải vất vả rồi. Ngày tháng qua nhanh, thật đã cất được nhà và đón hôn về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả. Khuya rồi, ngủ thôi mình, mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi, anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cái khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây. Liêu liêu, hợp trời, hợp trời. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế, con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế. Chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả con vàng, mấy túi ba gan mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng. Mình ăn đi, đừng nghĩ tới lời của con quạ nữa, nó lừa mình đó. Nhưng nhà mình nghèo quá, hay để anh thử đi một lần xem sao. Lỡ nó lừa mình đi mất thì sao? Không có mình, em không sống nổi. Phải thử một phen xem sao. Bắt mình mỗi ngày ăn rau với khoai, tôi không đành lòng. Mình giúp tôi may một chiếc túi ba gan, để mai tôi mang đi. Mình nhớ cẩn thận nha. Em chờ mình trở về. Mình ở nhà đợi tôi về. Quả đưa chồng tôi đi, lại đưa chồng tôi về. Tôi xin tặng quả khế vàng, quả ăn thỏa thích.
Quả ơi, mày mang tao đi đâu vậy? Quá, thì ra mày đưa tao đến đảo vàng thật. Cảm ơn mày. Chất vừa túi ba gan. Xong rồi quả ơi, mình về thôi. Đi lâu như vậy rồi mà sao mày vẫn chưa về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Anh về rồi đấy. Đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ, nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh Thật. Cảm ơn quả nhiều lắm nghe. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á mà vợ chồng thằng Thật á nó hết xây nhà cao cửa rộng lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lén giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi dạ, trời ơi, đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây, không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chưa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng Thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quạ ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thừa hưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á, do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm hai bộ quần áo rách mặc vào. Con quả thấy mình giống vợ chồng thằng Thật nên mới ghé. Sao giờ này chưa thấy con quả đến? Có khi nào vợ chồng thằng Thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao, biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Ê, con quả đến rồi. Quả ăn khế hết rồi, vợ chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa. Bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Nó ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó phải giàu gấp 4
lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gang cho tôi. 11, 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta? Con quả lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quả đến rồi. Thôi, tôi đi đây. Bà ở nhà chờ tôi. Không, ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. Vậy thì cả hai vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng Thật đúng là ngu, vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gan. Nhanh lên, bảo đến rồi. Nhanh quá, phải nước rồi, mau bỏ bớt vàng đi. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Đồ quả ngu ngốc, mau trả vàng lại cho tao. Mình đói đến mất qua mất rồi đây nè. Có còn heo bé xí cũng không bắt nổi nữa. Con nhìn thấy hắn là chạy về báo cho chủ nhân liền. Chủ nhân soi gương nhìn thử đi, hắn trẻ đẹp, béo, tốt như người cận vậy đó. Gương thần, mau hiện cho ta thấy nào. Sao hắn đen đúa, xấu xí vậy? Không phải người đó, người con nói đang ở trên cái cây thổi sáo kìa. Thật là đẹp trai, da trắng mịn, tóc đen nhánh, lại còn thổi sáo hay nữa, rất thích hợp làm chồng ta. Chắc Dòng đã tắm cho voi xong rồi, chuẩn bị về thôi. Anh ba, em đứng được trên lưng voi rồi nè. Dũng, Dũng ơi, cứu anh chưa? Chuyện gì xảy ra với anh Pha vậy? Anh Pha ơi, anh Pha, anh Pha ơi, anh Pha ơi, anh đâu rồi? Cậu bé, sao lại ngồi khóc ở đây? Cháu đi tìm anh cháu. Lúc nãy trong rừng có một đám mây đen đến cuốn anh cháu đi rồi à. Đám mây đen sao? Vậy anh trai cậu bị quỷ dữ bắt rồi. Nó rất thích bắt những trai tráng khỏe đẹp về làm chồng rồi ăn thịt. À, quỷ dữ sao? Ông ơi, cháu phải làm gì để cứu anh cháu à? Không cứu được đâu, quỷ mạnh lắm, trước giờ chưa thấy trai làng nào bị bắt mà trở về hết. Cháu về báo cho cha mẹ biết đi. Cha mẹ cháu mất lâu rồi, còn mỗi anh trai giờ lại bị quỷ bắt đi. Cháu biết sống làm sao đây? Thật là tội nghiệp. Cháu về nhà đi, ở trong rừng nhiều thú dữ lắm. Anh Pha bị quỷ bắt đi rồi, chỉ còn tao với mày thôi.
Đây là đâu? Ai đưa mình đến đây? Chào mừng ngươi đến nhà của ta. Ta xin giới thiệu, ta là sắc đẹp của ta làm hắn say mê đến ngất đi sao? Ê, nè, ngươi mau tỉnh dậy đi. Lại một tên xấu xí nữa. Ngươi là ai? Ta là quỷ nhỏ, tay sai trung thành của quỷ chúa. Ngươi đừng có sợ, ngươi đã được chủ nhân chọn làm chồng, ngươi sẽ không bị treo lên vách đá như mấy tên gầy gò ốm yếu kia đâu. Đúng là một chàng trai đẹp. Ngươi cũng được việc đó, quỷ nhỏ. Ngươi thổi sáo rất hay, hãy thổi sáo cho ta nghe tiếp đi. Đúng rồi, mình sẽ thổi sáo mê hoặc chúng, rồi bỏ trốn khỏi động, tìm đường về nhà với chồng. Được, ta sẽ thổi sáo cho ngươi nghe. Nhưng cây sáo của ta đã bị rơi ở trong rừng rồi, hãy tìm sáo cho ta. Ngươi mau tìm cây sáo đó để chồng ta thổi cho ta nghe trong lúc ăn tối. Ôi, tưởng tượng đến cảnh đó là ta đã thấy thích rồi. Dạ, vậy để con vào rừng tìm, chắc sẽ dễ tìm thôi. Tối đen như mực mà còn bắt mình đi tìm cây sáo nữa. Quỷ dữ mà cũng muốn thưởng thức âm nhạc. Nhớ rừng này có ma không ta? Ủa, mình là quỷ mà, ai thấy mình cũng phải sợ, chứ mình có sợ gì đâu. Ma chỉ là bọn tầm thường với lũ quỷ của chúng ta mà thôi. À, đúng cái cây này rồi. Dạ, nhưng mà trời tối quá, làm sao tìm được đây ta? May quá, mình thấy cây sáo rồi. Anh Pha, anh về rồi phải không? Ai cũng nói bị quỷ bắt thì sẽ không về được. Anh Pha ơi, em nhớ anh quá. Không có anh, ai sẽ dạy em săn bắt? Ai dạy em cách hái rau, hái quả không độc đây? Mình phải tìm cách cứu anh Pha. Chắc chắn có cách để diệt quỷ dữ. Giờ phải đi hướng nào mới đến núi quỷ đây? Anh ơi, đường nào đi đến núi quỷ ạ? Em đến núi quỷ để làm gì? Diệt quỷ, cứu anh trai ạ. Em như vậy mà đòi diệt quỷ sao? Em thấy anh có khỏe mạnh, cao lớn không? Em không sợ, anh cứ chỉ đường cho em đi. Có chuyện gì, đừng trách anh không cản nghe. Làm sao để vượt qua đây? Đây là con đường duy nhất để đi đến núi quỷ. Voi ơi, đừng sợ. Xông lên, ta phải vượt qua để cứu anh Pha. Ta ra suối hút nước dập tắt hồn lửa kia. Mình tự quyết tâm thì sẽ làm được, nhưng mình quá yếu. Làm sao để cứu anh Pha đây? Con
Tìm mãi mà không thấy được cái sáo nào. Đúng cái sáo đó rồi. Chắc nó là em trai của tên kia. Dông vẫn không nản lòng, đi khắp nơi tìm cách lên núi diệt quỷ, nhưng chẳng ai giúp được. À, sao mày lại dừng? Mày đói rồi sao? Hay là mày muốn nghỉ? Có ai không? Cứu tôi với. À, ông bị sao vậy ông? Ông cần cháu giúp gì không? Ta tự nguyện xuôi lên đây thăm bà con, không may bị ngã đi không được. Ông ơi, ông lên voi cùng cháu, cháu đưa ông đi. Nhưng mà già đôi quá, già muốn ăn, muốn nghỉ ngơi. À, cháu còn một miếng thịt rừng khô, ông ăn tạm rồi uống nước cho đỡ đói. Để cháu dựng tạm chòi lá cho ông nghỉ ngơi. Ông già rồi, chân lại đau, ở ngoài sương lạnh không tốt đâu. Cậu còn nhỏ tuổi mà biết nghĩ cho người khác quá. Ông là ai vậy ạ? Ta là thần núi Chư Lây, cai quản khắp vùng rừng núi này. Hôm nay con đã rất tốt bụng, giúp ta được ăn no ngủ ấm. À, thần núi, xin ngài hãy giúp con cứu anh trai bị quỷ dữ bắt đi. Ta biết con rất dũng cảm, vì tình yêu thương với anh trai mà không ngại đường xa nguy hiểm tìm diệt quỷ. Nhưng con không thể đến được núi quỷ, ai cũng khuyên con quay về. Tài và sức của con chưa đủ để diệt quỷ đâu. Chính ta đã lệnh thần lửa hiện lên ngăn cản con lên núi quỷ. Thần núi, sao ngài không diệt quỷ cho dân làng được bình an? Ta là thần núi, nhưng sức mạnh cũng có giới hạn. Quỷ dữ có gương thần của thần mặt trời, ta đấu không lại. Con sẽ tìm mọi cách diệt quỷ, xin ngài hãy giúp con. Con hãy trồng hạt giống này trên đỉnh núi bên cạnh núi quỷ. Mỗi ngày con tự mình lấy nước dưới chân núi lên tưới cây đủ 7 lần. Khi nào cây lớn, ta sẽ đến gặp con. Con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con sẽ cố gắng. Mình không mơ, chắc chắn không phải là mơ. Sao nó vẫn không bị mê hoặc bởi tiếng sáo của mình? Có lẽ đây không phải là cây sáo của mình nên không mê hoặc được nó. Vậy là mình hết đường trốn thoát. Ngươi thổi sáo tiếp đi, ai cho ngươi dừng lại? Ngươi đừng thấy ta cưng chiều ngươi mà lên mặt. Ngươi làm ta không vui rồi đó. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, em trai của nó đang được thần núi Chư Lây giúp đỡ đi cứu nó rồi kìa. Dòng đang đi cứu mình sao? Nguy hiểm lắm Dông ơi. Lại một tên trắng đẹp thổi sao hay nữa sao? Để ta lấy gương thần xem nào. Hắn đen thui. Lại là tên nhóc đen đúa gầy còm xấu xí đó. Nó đang hì hục leo lên đỉnh núi bên kia. Thần núi đánh nhau với ta bao trận đều ôm thương tích trở về. 10 lão già ấy giúp sức thì nó cũng không làm gì được ta đâu. Nhưng mà ngươi cũng nên đi theo nó chọc phá cho ta có trò tiêu khiển, xem nó làm được gì nào.
Mày cố gắng nảy mầm rồi thạch cây cao thật cao, để tao còn đi cứu anh trai nha. Mình có nhìn mãi thì chắc hạt giống cũng chưa nảy mầm ngay đâu. Thôi, giờ mình đi nghỉ ngơi, để lát xuống núi gánh nước lên tưới. Lâu rồi mình không được nghe tiếng sáo của anh Pha. Không biết bây giờ anh ấy sao rồi. Anh Pha còn chưa kịp dạy mình thổi sáo nữa. Mà mình biết thổi chắc cũng chẳng mê hoặc được con người và buôn thú như anh ấy đâu. Ê, mày ra đào đất, lấy hạt giống lên, rồi tao sẽ thưởng cho mày lũ chim non béo ngậy. Nhớ đừng có làm ồn đó nghe chưa. Hình như có một người có hình thù rất kỳ dị từ trong bụi cây xông ra định cướp hạt giống của mình. Chẳng lẽ là quỷ dữ? Nó sợ mình trồng được cây rồi sẽ tìm cách cứu anh Pha nên nó phá sao? Mình ngụy trang như vậy chắc không ai biết đâu. Thôi, phải đi lấy nước về tưới mới được. Mình phải cố lên, không được nản lòng. Anh Pha đang đợi mình đến cứu. May quá, chỗ mình gieo hạt vẫn còn nguyên, chắc hạt giống sẽ không bị cướp nữa đâu. Nảy mầm rồi, hạt nảy mầm rồi, sắp thành cây rồi. Ta không thèm phá ngươi đó chứ. Để ta xem cái cây ngươi trồng sẽ làm được chuyện gì. Dông không quản mệt nhọc, nghe lời thần núi, ngày ngày gánh nước tưới cây đủ 7 lần. Cái cây này thật không phụ công mình gánh nước từ sáng đến đêm. Cái cây ngày càng lớn, càng cần nhiều nước hơn. Để xem mới đủ sức gùi nước cả ngày không. Cây ngày càng cao lớn, dông càng phải gánh nước nhiều hơn để tưới cây. Mình phải gánh nước tưới cây đến khi nào đây? Mình mệt quá, đói bụng quá. Tội nghiệp thằng bé, vì anh trai mà chịu bao khổ cực. Đây là mật ong quý, nó sẽ giúp con đỡ mệt. Dông ơi, cứu anh với! Mình nghe thấy tiếng của anh Pha kêu cứu, sao mình lại muốn quên ở đây ta? Mình phải tiếp tục gánh nước tưới cây để thần núi còn giúp mình. Mình không được bỏ cuộc. Ngươi thật lì lợm, vì mê tiếng sáo của ngươi nên ta mới cho ngươi sống đến hôm nay. Ngươi mau thổi sáo cho ta nghe đi. Ta không có hứng. Cái tên quỷ nhỏ kia đâu rồi? Ta đang tức giận, phải tìm nó xả mới được. Quỷ thần ơi, hắn ta đẹp trai quá, lại còn khỏe mạnh, dũng mãnh nữa, rất hợp làm chồng ta. Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ đâu rồi? Chủ nhân gọi con hả? Con đang tính báo cho chủ nhân biết cái cây của em trai tên thổi sáo đã cao bằng đầu người rồi.
Kệ hắn đi, ta không quan tâm. Ta tìm được chồng mới rồi. Người nhốt tên kia lại. Thỉnh thoảng hắn thổi sáo cho ta nghe cũng đỡ buồn. Ta đi bắt chồng mới đây. Quỷ nhỏ cũng dần quên Dông, không đến quấy phá nữa. Dông vẫn kiên trì vùi nước tưới cây mỗi ngày. Có một con gì rất lớn đã bắt mướp đi rồi. Cha không thấy dấu chân của nó. Có khi nào mướp bị ăn thịt rồi không cha? Cha ơi, lại xem nè. Đây hẳn là dấu hiệu mướp để lại cho chúng ta biết đường đi theo. Có lẽ đúng đó. Cỏ cây chỗ này cũng bị rạp đi. Một con thú lớn như vậy nhất định phải có dấu vết rõ ràng. Theo như cha đoán thì đây hẳn phải là một con trăn hoặc là một con rắn khá lớn. Giờ con núp ở đây, cha sẽ dẫn dụ nó ra. Con vào cứu mướp, nhớ cẩn thận đó. Dạ, thưa cha, cha cũng phải cẩn thận. Quái, mau ra đi. Thật hay, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng. Ta sẽ trở thành bất tử. Lại đây, con trăn quái ác kia. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà ta, ta là trăn tinh ngàn năm, chưa từng để sống con mồi nào. Mướp, em đâu rồi? Chị Mai, em ở trên này nè, mà cứu em với. Được rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em. Em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? Không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Nữa cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Tình đâu? Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau mau đi khỏi đây. Cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo. Gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của trăn tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi,
Giờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con trăng nó chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thật này. Dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao, nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi. Ta phải bất tử. Trước hết ta phải trả thù cô nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm. Mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu mướp nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói con trăng đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe mướp kể là nó ăn thêm hai người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang trăng tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con trăng này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của trăng tinh. Tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ. Đây là dãy cá chép đã quá rồng. Con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn. Cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nhà thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hỗn xược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Cứu! Cứu! Hả? Chị Hoa? Chị Hoa đâu rồi hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi, mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo không tốt bụng quá. Nhưng giá có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi, chị Hoa bị quái vật chăn tinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy. Thì quay lại thấy trăng tinh bác chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà, chị Hoa bị trăng tinh bắt đi rồi. Trên mắt em nhìn thấy. Mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa. Con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được. Chị Hoa con đã bị bắt mất rồi. Chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa,
ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ Trăng Tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại Trăng Tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận. Chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương. Làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. À, có lẽ mày nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con Trăng Tinh này một lần, nhờ có nước thần nó mới sống lại. Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống dậy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi, cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nè Mướp, mang chú chim này theo đi. Nó rất thông minh, nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Trăng Tinh, cha ta là người diệt yêu quái, em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta chờ con em của ngươi đến để ăn thịt hai chị em một, vừa thả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ là hét quả thích đi. Khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đã đến đây, phải chăng là... Cha, cha có sao không? Cha hơi mệt thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăng Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết, ông biết. Ông đến để hỏi con về dãy rồng ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông, con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm. Ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức, còn có thể tạt vào Trăng Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăng Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăng Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăng Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta? Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy chúng ta không còn dãy rồng để chiến đấu với Trăng Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Con Trăng Tinh thật quá nham hiểm, giăng cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông Tao. Nó biết chúng ta có dãy rồng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Ai, chúng ta đã khinh địch rồi. Đó, lần trước Trăng Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại. Còn lần này là do chúng ta chủ quan nên...
giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Chị Hoa, đừng lại đây, là bậy đó. Cha hãy mau vào hang uống nước ở hồ thân. Các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ tại ta, chưa phải cô không trượt chân khỏi vạch ta. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn bắt được Hùm thì phải vào hang Hùm. Ngươi có giỏi thì vào đây bắt ta. Hai, mau đến hồ nước đi cha, để con. Con gái, cha cứu chị qua xong sẽ giặt phụ con. Trời, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống, còn em Mai. Cha, khi cha ra hiểu thì con cứu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy. Cha đếm 1, 2, 3. Con nhảy qua nắm tay cha liền nghe. 1. Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao? Ông ơi, con diệt được tranh tinh, nhưng cũng bị nó xiết chết rồi. Cái gì? Mai con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này, thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi? Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cứu được một đứa. Bé Mai, con mình đã... Khoan khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này, về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người.
nay cho bé Mai được sống lại mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi, chị ơi, Bước ơi, con đã về đây. Trong khu rừng này có hàng ngàn con vật có thể làm bữa tối cho ngài. Xin ngài đừng ăn bà của tôi. Ngươi đúng là một cậu bé nhanh nhảo. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường đến suối Tiên để bà uống nước suối và có thể biến lại thành người như lời của ông Tiên nói. Nên xin ngài tha cho chúng tôi đi. Ngươi lo cho bạn ngươi quá ha. Vậy mà ngươi để bạn ngươi bay một mình và rơi vào tay ta hả? Tôi đi tìm thức ăn cho bà tôi. Tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ ở cạnh bà tôi như hình với bóng. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một lần. Tôi hứa sẽ làm bất cứ gì ngài muốn. Bất cứ gì ta muốn à? Thật không? Vậy được, ta sẽ tha cho bà cháu ngươi với một điều kiện. Dạ, thưa ngài. Ngươi phải đền cho ta một bữa ăn ngon khác. Cá ở suối Tiên làm thành món ăn cho ta. Khi xong, ngươi sẽ gọi chúa mèo để ta đến kiểm tra. Nhưng nếu ngươi dám tìm cách chuồn đi thì ta dám đảm bảo bà cháu ngươi sẽ không sống sót rời khỏi núi này đâu. Dạ, tôi hứa. Từ giờ cháu sẽ nghe lời ông Tiên. Bà cháu ta sẽ không được rời nhau nửa bước. Được rồi, cảm ơn cháu. May mà cháu đến kịp á. Con mèo làm bà sợ quá à. Nhưng mà cháu định làm sao bắt cá ở suối Tiên? Cháu cũng chưa biết, nhưng chúng ta cần phải sống nên cháu mới hứa với chú mèo như vậy. Thôi, đợi đến lúc chúng ta đến được suối Tiên, bà uống được nước suối trở lại thành người thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Ô kìa, cậu bé kia, sao lại lang thang trong rừng thế này? Cậu lang thang ở đây, chúa mèo nhìn thấy sẽ ăn thịt cậu đó. Không đâu, chúng tôi vừa mới gặp chúa mèo xong. Thật sao? Chúa mèo tha cho cậu đi sao? Cũng không hẳn. Chúa mèo bắt chúng tôi phải bắt cá ở suối Tiên làm bữa tối cho hắn thì mới được tha về. Suối Tiên à? Thì ra cậu đi tìm suối Tiên à? Cáo có biết suối Tiên ở đâu không? Đương nhiên là biết chứ. Mà tôi còn biết cả con đường tắt đến suối Tiên nữa. Đi đường tắt vừa nhanh vừa an toàn. Thật sao? Đương nhiên rồi. Có thể chỉ cho tôi được không? Nào nào Tích Trung, chúng ta mau đi thôi. Không nên làm phiền bạn Cáo đây. Khoan đã, cậu đi đường này á thì mất 3 tháng mới đến suối Tiên. Nếu cậu theo tôi đi đường tắt thì chỉ sáng mai thôi là đến. Cậu là người duy nhất gặp chúa mèo mà còn sống sót. Tôi thật là khâm phục cậu. Cậu tìm suối Tiên để cứu người đúng không? Tôi là cáo tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu. Vậy cậu dẫn đường cho tôi đi. Tích Chu, cháu phải cẩn thận, đừng nghe lời kẻ lạ. Cảm ơn cáo nha, cậu mau dẫn đường đi. Đường này, cậu mau đi theo tôi. Tích Chu này, cậu có thấy đằng kia có ánh sáng xanh hắt lên không? Đó là ánh sáng từ suối Tiên sao? Đúng vậy, còn không xa nữa, đúng không? Nè Tích Chu, chúng ta chạy thi không? Đến đó sẽ nhanh hơn. Chạy hả? Tôi đói rồi, sáng giờ đi bộ mệt quá, làm sao mà chạy nổi? Chẳng phải ở suối Tiên có cá sao? Nếu cậu có thể thắng tôi sẽ bắt hết cá trong suối cho cậu, còn làm món ngon cho cậu nữa, được không? Được lắm. Vậy nếu tôi thua thì sao? Bà thấy không có nên đâu cháu à. Nếu vậy cậu phải làm một việc nhỏ cho tôi, có được không? Là việc gì vậy? Một việc nhỏ xíu ấy mà.
không cực như bắt cá đâu. Yên tâm, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Cẩn thận đó. Không được, ta phải thắng. À, tôi thắng rồi, thắng rồi. Tích Chu, đây là đâu? Đâu có cái suối nào ở đây. Tích Chu, cậu chạy nhanh lắm nhưng đã thua ta rồi. Ngươi là ai? Thả ta ra. Quanh nhà ta đã làm phép hết rồi. Con mồi một khi đã lọt vào đây thì không thể nào thoát ra được. Lúc nãy ta muốn nhờ ngươi làm một việc nhỏ. Đó là làm bữa tối cho ta. Xin cáo yêu tình hãy tha cho cháu tôi. Xin hãy ăn thịt tôi và tha cho Tích Chu. Không, không, ngươi đã lừa ta. Ngươi không được ăn bà của ta. Nếu cần gì ta sẽ làm cho. Hãy thả bà ta ra đi. Ta chẳng cần gì cả. Ta chỉ cần ăn thôi. Lúc nãy ngươi nói sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là ta tha cho bà cháu nhà ngươi, phải không nào? Khi mặt trời khuất sau núi, ta sẽ đi săn về. Lúc đó ta muốn thấy một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, không vết ố bẩn, giường cũng phải nhổ sạch cỏ. Nếu ngươi chưa làm xong thì ngươi sẽ thành bữa tối của ta. Được, được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ dọn nhà thật sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu ngươi cố tình chạy trốn thì ta sẽ xuất hiện và ăn thịt ngươi ngay lập tức, hiểu chưa? Cháu cố gắng lên, làm trong nhà trước, ngoài sân sau. Cháu nghĩ là không có gì nhiều đâu, chỉ là quét nhà và dọn cỏ thôi mà. Cái nhà này chắc chưa bao giờ có ai quét dọn. Châu thử đào đất quanh rễ rồi hẳn nhổ lên. Chà rửa giặt giũ mà mệt như vậy. Cháu xin lỗi vì những ngày trước đã để bà phải dọn dẹp nhà cửa một mình. Không xong rồi, mặt trời đang lặn dần, cháu sẽ không kịp mất. Cháu bình tĩnh, chỉ còn ba hố nữa thôi. Có vài việc dọn dẹp lặt vặt thôi mà làm cái gì mệt mỏi vậy? Được, được. Tích Chu, cháu sao vậy? Kệ, cho nó nằm nó nghỉ đi, vào ăn với ta.
Xem cái bộ dạng của ngươi, chắc là từ trước tới giờ chẳng hề biết dọn dẹp gì đúng không? Vậy Tích Chu còn bé, lại vụng về nên... Còn vụng thì phải tập cho hết vụng. Có vài việc lặt vặt trong nhà mà ngươi cũng không biết làm nữa. Cháu không ngờ chỉ là những việc vặt mà cũng mệt nhọc đến như vậy. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp việc cho bà nhiều hơn. Ta là kẻ giữ lời, vì ngươi đã dọn dẹp rất sạch sẽ nên ta thả bà cháu nhà ngươi đi. Đây là sôi gất thần kỳ, chừng nào ngươi còn ở núi Thiên này thì sẽ ăn mãi không hết. Xem như là quà ta tặng cho nhà ngươi. Cảm ơn cáo yêu tinh. Cáo yêu tinh cũng tốt với chúng ta quá là nhỉ. Có thể đó là thần núi thử thách chúng ta cháu à. Dạ. Ôi trời. Bà ơi, làm thế nào để sang bờ bên kia bây giờ? Cháu thử lấy một cành cây chống xuống nước xem đáy có sâu không. Có vẻ là hồ sâu lắm đó bà. Vậy thì cháu không nên bơi qua, chúng ta đi vòng qua. Cái hồ rộng quá, đi vòng chắc sẽ lâu lắm đó bà. Hay là... Tích Chu à, cháu cẩn thận cháu ngã xuống nước. Bà ơi, cái lá này chắc lắm, không hề rung rinh hay có chìm như lá sen thật một tí nào cả. Ừ, cháu phải đi đứng cẩn thận đó. Cháu định làm gì? Có lẽ cháu phải nhảy qua đó. Nhưng lỡ chiếc lá đó đỡ không có nổi và cháu chìm xuống nước thì sao? Bà làm sao cứu được cháu? Cháu phải thử thôi. Cháu có thể bám vào lá để bơi lên mà. Cháu làm được rồi bà ơi. Cái lá này vững lắm mà. Tốt quá. Vậy chúng ta có thể qua bờ nhanh hơn rồi. Trò này vui quá bà ơi. Những chiếc lá này như phát ra nhạc vậy đó bà. Cháu cẩn thận, coi chừng ngã đó. Sao đâu cháu, bà hiểu hết mà. Tội nghiệp cháu tôi. Mau chạy đi, mấy cái lá sẽ tiếp tục bắt con đó. Ta không đủ sức giữ hết chúng đâu. Nhanh lên Tích Chu, ráng lên, ráng lên. Gắn lên Tích Chu, sắp đến rồi, cố lên cháu. May cho con là thần núi ta đi ngang đây kịp thời. Con tên gì? Sao lại đến núi này nguy hiểm trùng trùng như vậy? Con cảm ơn thần núi đã giúp con và bà. Con là Tích Chu, đang lên núi tìm suối tiên để giúp bà con hóa trở lại thành người. Đây, uống nước từ rễ cây này đi, con sẽ thấy khá hơn.
Không cảm ơn ông. Ông ơi, sao những chiếc lá này lại nguy hiểm như vậy hả? Đây gọi là bẫy xếp. Để bảo vệ suối tiên, những hồ này trải rác khắp quanh đây. Tất cả những chiếc lá lớn trên hồ đều có chung một bộ rễ ở dưới đáy sâu. Chúng tạo ra âm thanh, mê hoặc con mồi đi trên lá để bất thình lình sẽ tấn công nạn nhân. Con hiểu rồi. Vậy là suối tiên ở gần đây đúng không ông? Không không, suối tiên thì còn ở rất xa. Nhưng mà ta có thể giúp con đến suối tiên nhanh hơn. Có thật là ông muốn giúp con không? Ta hiểu là con sợ bị lừa đúng không? Đương nhiên ta cần con giúp một việc. Ít nhất ta đã cứu con, thì con cũng nên giúp ta một việc đi chứ. Nhưng xin ông đừng ăn thịt con và bà ạ. Ta hứa sẽ không bắt hai bà cháu ăn thịt đâu. Đi theo ta. Nếu ông ấy bắt chúng ta vào chòi kia thì bà cháu mình chạy thật nhanh nha. Đây là cánh đồng của ta. Do quá bận rộn chăm lo cây cỏ ở đây, không có thời gian trồng trọt. Giờ con hãy dọn ruộng, trồng lúa, rồi thu hoạch đầy 10 bồ lúa cho ta. Làm xong con gọi ta đến, ta sẽ đưa con đến ngay suối tiên. Ông không sợ con bỏ trốn sao? Ta đâu có bắt nhốt con đâu. Con có thể bỏ đi tùy ý. Nhưng mà ta nói trước, đường từ đây đến suối tiên còn rất nhiều hiểm nguy. Không chỉ là chúa mèo hay là bẫy xếp đâu. Vậy con hứa sẽ giúp ông. Chỉ xin ông giữ lời hứa là đưa con và bà đến suối tiên ạ. Ta tin là con làm được. Mọi thứ con cần đều ở trong chòi kia. Lát nữa ta sẽ cử một con trâu đến để phụ con cày bừa. Ta đi đây. Cháu đừng lo, bà sẽ chỉ cho cháu. Bà không thể làm, nhưng bà có thể hướng dẫn cháu. Bà là nông dân mà. Con trâu này chưa được thuần hóa. Nó chưa có dây buộc vào mũi để dắt đi. Nó không nghe lời cháu đâu. Thôi mà, cho sỏi dây vào mũi mày để chúng ta cùng làm nông, tạo ra lúa gạo thì mày cũng được no đủ. Đồ lý lợm. Thôi, cháu đừng có nóng vội. Hay cháu thử cắt ít cỏ cho trâu xem. Trâu thích ăn cỏ lắm. Trâu ơi, ta bảo trâu đầy. Trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Bà giỏi quá. Mau, cháu mau lại đây. Xoa đầu trâu đi nào. Vậy mà mình từng để bà làm việc đó một mình. Đã vậy đi làm về còn phải nấu ăn cho mình. Thương bà quá. Trong lúc làm nông, Tích Chu hiểu bà từng vất vả như thế nào. Nhờ vậy cậu ngày càng chăm chỉ làm việc. 3 tháng trôi qua, cánh đồng lúa cũng đã đơm bông. Bà ơi, cháu đã hiểu bà từng vất vả như thế nào để cháu được ăn no đủ. Cháu của bà đã lớn hơn rồi.
cháu đã làm rất tốt. Bà tự hào về cháu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ha! Làm xong rồi, xong việc rồi. Cảm ơn Trâu nhiều lắm. Nếu không có mày giúp, tao không thể làm xong được. Thần núi ơi, con đã xong việc rồi. Thưa ông thần núi, con đã thu hoạch xong 10 bộ lúa như ông đã bảo. À, không, không có gì khiến ta phải phàn nàn. Lúa rất chắc và đủ, chứng tỏ là con đã rất dày công. Giờ ta có đủ thóc cho những nơi mất mùa rồi. Con cảm ơn ông, nhờ ông mà con đã biết làm ruộng, biết cày cấy. Giờ ta sẽ giữ lời hứa, đưa con và bà con đến suối Tiên. Cảm ơn thần núi. Bà ơi, đây chắc là suối Tiên rồi. Cảnh vật đẹp quá cháu à. Bà mau uống nước đi bà. Phải rồi, bà phải mau trở lại thành người để còn giúp cháu chứ. Hay là bà uống thêm đi. Chuyện gì thế này? Sao bà vẫn chưa trở lại thành người? Ông thần núi ơi! Ông thần núi ơi! Vậy là sao? Không lẽ đây không phải là suối Tiên? Lúc trước ông Tiên nói chỉ cần uống nước suối Tiên là bà trở lại thành người mà. Cháu đừng quá đau buồn. Không được, phải có ai giúp chúng ta chứ. Thần núi ơi! Ông Tiên ơi! Ấp ấp ấp, chào cậu. Cuối cùng cậu cũng đến được suối Tiên rồi. Anh ơi, đây thật sự là suối Tiên sao? Sao bà tôi uống nước suối mà vẫn chưa trở lại thành người? Vậy cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với chúa mèo, nên nước suối chưa linh nghiệm được. Vậy tôi sẽ bắt cá làm món ăn cho chúa mèo để hoàn thành tất cả những lời hứa. Bọn cá này đã ngăn phép của suối Tiên nên rất khó bắt. Để trả ơn cậu đã cứu tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn ếch nhiều lắm. Chúng ta cùng làm thôi. Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại khó không ngờ luôn. Giờ cậu có thể gọi chúa mèo được rồi. Cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi sẽ không thể nào vượt qua được thử thách này. Thôi, ơn nghĩa của chúng ta đã xong. Tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu. Sau này, cậu hãy cố gắng sống tốt. Tôi nhớ rồi. Tạm biệt ếch. Nào, chúng ta cùng gọi chúa mèo. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ. Chúa mèo ơi! Thưa chúa mèo vĩ đại, tôi đã bắt cá ở suối Tiên và làm món ăn cho ngài. Được lắm. Vậy là tối nay ta có tiệc cho các thần núi và yêu tinh rồi. Ngài nói sao? Ta rất hài lòng về đồ ăn của ngươi. Không cần lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giờ ngươi có thể cho bà uống nước suối được rồi. Bà ơi! Bà! Tích Chu! Cháu của bà! Chúc mừng bà cháu Tích Chu! Cuối cùng cháu cũng đã về đến đích! Cháu đã dũng cảm vượt qua thử thách của núi Thiên Tích Chu à! Nên cháu mới cứu được bà! Cháu nhận ra được bài học! Từ nay cháu hứa sẽ yêu thương bà và giúp đỡ bà nhiều hơn! Bà bận quá! Dạ, xin cảm tạ các thần linh. Giờ thì chúng ta đưa hai bà cháu về nhà thôi.
Từ đó, Tích Chu không còn ham chơi lười biếng mà trở nên không sợ Vi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy? Hả? Dạ, dạ thưa cha, không có gì ạ. À. Nhà ngư giám, trả lại cho ta, trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng điều thủ, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là Mộc Tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là Mộc Tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Khoan khoan, chàng tiều phu, hãy nghe ta nói. Ta là Mộc Tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi. Ngọc Hoàng trách phạt, đày ta xuống trần gian trở thành Mộc Tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền đi sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn đĩa, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thố cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bỗng ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bỗng ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới cô lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hỏi cưới em lụa ạ. Ơi chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hỏi cưới?
Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rễ hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hỏi cưới em lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để bao hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô lụa đó bà con ơi. Cậu bần nhìn thế mà giỏi quá, thôi nhanh chân lên chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đãi cổ báo hỷ, xin phép được hỏi cưới cô lụa con gái của phú ông. Cậu bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu bần? Dạ thưa bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à nghe. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần, hãy cho ta mâm cổ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thần, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cổ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cày cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà, có phú ông và em lụa đi làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo, còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu? Đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cày của ông ta. Thiệt tình, cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con, hãy tin tôi đi mà. Tin nè, tin nè, tin nè. Tao không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thố cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không hóa ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Người khờ quá, ở đây là mâm giả, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần, ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mi thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó? Bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi,
con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ dẫn, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khôn lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi. Khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một. Nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Con quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cũng uống miếng đi. Con quái vật này quá to lớn, ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần, có thể y ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ y ra vàng cho ngươi. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sao. Con biết rồi thưa cha. Bẩm ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kỳ cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có?
Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mông thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít, nếu ngươi có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến, mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. À, quái lạ, chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu? May quá, ngựa thần vẫn ở đây. Ngựa thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ôi da, ngựa thần, thế này là sao vậy? Không biết chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi, là ông đã lấy cắp mâm thần, rồi còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì...